Thưa quý vị, không có rừng vàng biển bạc, Israel được biết đến là đất nước duy nhất có khả năng biến sa mạc khô cằn thành đất canh tác, trồng trọt, phát triển nông nghiệp và thành công và thay đổi nền nông nghiệp thế giới. Vào những năm 1960, một công ty của Israel đã phát minh ra công nghệ tưới nhỏ giọt hiện đại, được xem như là phát minh cứu tinh của những vùng đất khô cằn. Và đến nay thì công nghệ này đã được ứng dụng tại quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhiều địa phương ở Việt Nam có khí hậu khá là khắc nghiệt, thiếu nước đã khiến canh tác nông nghiệp của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là ở những vùng đất đồi núi, nơi mà nước tưới tiêu trở nên quý giá và việc đưa nước vào trồng trọt thì lại càng khó khăn hơn. Nhiều năm nay, người dân ở một số địa phương tại Việt Nam đã biết ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt và bón phân của Israel vào canh tác và mang lại những hiệu quả bất ngờ. Câu chuyện về một trang trại tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ mà chúng tôi đề cập ngay sau đây sẽ là một ví dụ điển hình về việc người dân ứng dụng công nghệ trong trồng trọt để tiết kiệm nước, phân bón, bảo vệ môi trường. Những quả đồi này trước kia vốn chỉ để trồng keo hoặc những cây lâm nghiệp với giá trị thấp. Nhưng nay thì đã khác. Với hơn 60 hecta đất đồi, nơi đây vốn được xem là vùng đất nghèo dinh dưỡng và khá là thiếu nước. Vậy mà nhờ ứng dụng công nghệ của Israel, dự án này đã rất thành công trong việc tạo ra một mô hình trang trại đồng bộ và không chỉ tạo ra được những giá trị nông nghiệp bền vững mà còn rất thân thiện với môi trường. Từ năm 2016, trang trại này đã sử dụng công nghệ tưới nước nhỏ giọt để tưới cho hơn 60 hecta cây trồng ăn quả. Nhờ có những đường ống dẫn nước đưa về tận gốc cây, vì thế mà các cây trồng, thậm chí ở trên đỉnh đồi, cũng được tưới nước hàng ngày. Do được vận hành hoàn toàn tự động, nên lượng nước đưa vào từng gốc cây đều được tính toán một cách thận trọng và đủ với nhu cầu của cây. Những cái công nghệ bình thường hiện nay truyền thống của chúng ta không đáp ứng được, cái sự đồng đều là không cao. Nhưng công nghệ Israel, công nghệ nhỏ giọt của Israel này có một cái đặc điểm ưu việt đặc biệt là họ có hệ thống nhỏ giọt này rất là ổn định, lượng nước ra rất là đồng đều, định lượng được. Hai là họ có những cái van bù áp. Cái van bù áp này sẽ đảm bảo được cái lượng nước ra và lượng phân bón ra ở tại các gốc cây. Thay vì cách bón phân truyền thống, với hệ thống tưới này, phân bón cho cây cũng sẽ được hòa tan vào nước và được tưới trực tiếp vào từng gốc cây. Lượng phân cũng được tính toán để cây trồng hấp thu hết và không để dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất. Quy trình bón phân tại dự án của chúng tôi thì là đang chủ yếu tập trung vào sử dụng phân bón vi sinh và đấy là vi sinh hữu cơ. Thế còn về dạng phân vô cơ thì chúng tôi dùng các loại phân nhập khẩu từ Israel là hòa tan hoàn toàn trong nước, có thể đưa vào hệ thống tưới tới từng gốc cây. Theo tính toán, 60 hecta đất trồng cần ít nhất 60 nhân công nếu theo các phương pháp canh tác truyền thống. Tuy nhiên, trang trại này chỉ cần đến 10 nhân công. Tất cả các công đoạn đều hoàn toàn tự động. Công nghệ này đã được cải biến để phù hợp với những vùng đất khô cằn tại Việt Nam. Nông nghiệp sinh thái đang cung cấp cho những giải pháp công nghệ cao cho việc cung cấp và tiết kiệm nguồn nước. Không chỉ vậy, nó còn mang lại giải pháp nước sạch cho nông nghiệp khi kiểm soát được nguồn nước ngay từ đầu vào và cả việc bón phân cho cây trồng cũng được kiểm soát hiệu quả. Không phải ngẫu nhiên khi Israel tự hào là một trong những quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến nhất thế giới. Khả năng nghiên cứu, sáng tạo và đặc biệt là tính hiệu quả trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nhờ vậy mà mặc dù khí hậu khắc nghiệt, nhưng Israel vẫn có một nền nông nghiệp phát triển và thân thiện với môi trường. Trong tiểu mục câu chuyện buổi sáng hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với đại sứ Israel tại Việt Nam để cùng nghe ông chia sẻ về kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu tại Israel và nghe ông chia sẻ về những hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp sạch thân thiện với môi trường cũng như hỗ trợ đào tạo giữa hai quốc gia. Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, vào tháng 3 vừa rồi thì Tổng thống Israel đã sang thăm Việt Nam và mở ra một kỳ hợp tác mới cho quan hệ hai nước cũng như là thúc đẩy nông nghiệp tại Việt Nam. Vậy ông có thể kể tên một vài chương trình hợp tác đang được thực hiện tại Việt Nam hiện nay?
Kể từ sau chuyến thăm của Tổng thống Israel sang Việt Nam, đã có rất nhiều dự án được giới thiệu đến Việt Nam, trong đó dự án giới thiệu công nghệ nông nghiệp, mà cụ thể là các công nghệ về quản lý nguồn nước tưới tiêu là được tập trung nhất. Thật ra thì mối quan tâm của chúng tôi tới nông nghiệp tại Việt Nam đã bắt nguồn từ nhiều năm trước. Ví dụ như chúng tôi đã mang đến Việt Nam rất nhiều công nghệ tưới nước nhỏ giọt, công nghệ trồng trọt thân thiện và bảo vệ môi trường. Gần đây thì chúng tôi quan tâm tới cả những công nghệ quản lý nước trong một số ngành thủy sản. Vào năm 1997 thì Việt Nam và Israel đã ký kết một hiệp định về nông nghiệp. Vậy sau cái hiệp định này thì các doanh nghiệp của hai nước đã được hưởng lợi gì từ hiệp định? Sau năm 1997, thì hợp tác nông nghiệp sạch giữa Việt Nam và Israel đã thực sự bùng nổ. Nếu bạn đi thăm các nông trại thời kỳ đó, từ những trang trại phía Nam cho đến phía Bắc, bạn có thể thấy được rất nhiều công nghệ của Israel đang được sử dụng. Rất nhiều các công ty đã vào Việt Nam cung cấp thiết bị và chúng tôi cũng không thể biết hết được họ. Công nghệ Israel được sử dụng nhiều đến mức khi tôi đi thăm một vài trang trại, nông dân ở các địa phương đó không biết họ đang sử dụng công nghệ của Israel và tôi đã chỉ cho họ đó là công nghệ của Israel. Chúng tôi tự hào về điều đó vì sau hiệp định nông nghiệp đó đã 20 năm, đã có rất nhiều công nghệ được giới thiệu vào thị trường Việt Nam. Tôi hy vọng những công nghệ đó giúp cho nền nông nghiệp Việt Nam phát triển hơn và mang đến những sản phẩm nông nghiệp tốt hơn cho người dân Việt Nam. Ông có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm về phát triển nền nông nghiệp ở Israel, đặc biệt là đất nước vốn nổi tiếng với khô cằn như Israel. Chúng tôi luôn coi vấn đề khô hạn là vấn đề lớn và luôn cố gắng để tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu cho những nhà khoa học xuất sắc là phải tìm ra cách giải quyết cho vấn đề này. Và một cách mà chúng tôi lựa chọn, đó chính là chúng tôi tạo ra nước ngọt bằng nước mặn, bằng cách khử muối. Nước mặn sẽ được đưa về biển, còn nước ngọt thì dùng cho trồng trọt và sử dụng. Giờ thì chúng tôi có đủ nước để tưới và có tới 80% nước ở Israel là lấy từ nước biển. Vậy theo ông thì Việt Nam cần phải làm gì để có thể phát triển một nền nông nghiệp sạch và thân thiện với môi trường? Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Một trong những kinh nghiệm đó là sử dụng công nghệ để thích ứng với biến đổi khí hậu. Đó là cách tạo ra nguồn nước từ các nguồn khác nhau như nguồn nước biển như tôi đã nói. Đây là phương pháp rất tốt cho môi trường. Ngoài ra chúng tôi cũng đang phát minh ra các công nghệ giữ nước. Những công nghệ này đang mang lại những giá trị nông nghiệp nhiều hơn cho người dân. Tôi nghĩ những ứng dụng này ở Israel hoàn toàn có thể ứng dụng ở tại Việt Nam. Hiện nay thì Israel đang hỗ trợ rất nhiều sinh viên Việt Nam sang theo học kỹ thuật canh tác của Israel. Vậy ông có thể kể tên một vài lĩnh vực mà học sinh Việt Nam đang nghiên cứu và học tập tại đất nước ông? Training program. Các chương trình đào tạo mà chúng tôi vẫn tổ chức hàng năm cho sinh viên Việt Nam, chúng tôi rất ít làm điều này với các nước khác. Tuy nhiên, chúng tôi có nhiều chương trình lớn về đào tạo cho Việt Nam trong khoảng thời gian 1 tháng. Một lượng lớn sinh viên họ đến các trang trại làm việc. Tại đây, các học viên được trợ cấp tiền ăn và được tạo điều kiện làm việc ở các nông trại. Giáo viên ở đây đều là các giáo sư, tiến sĩ. Bản thân họ là chủ các trang trại, nên họ có những kiến thức và kinh nghiệm thực tế rất tốt. Đào tạo nhân lực cũng chính là lĩnh vực mà chúng tôi muốn thúc đẩy tại Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình.